Hai bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Tóc Vàng Hoen và mình là Tóc Vàng. Hôm nay bạn sẽ ăn chân gà rút xương nha bạn. Ở đây bạn còn có chân gà có xương loại cay và loại không cay nữa nè bạn. Đây. Cái này là chân gà rút xương, là cái này. Ok. Trước khi ăn thì bạn sẽ uống nước nha. Yeah, rớt cái này. Ok, mời bạn Tóc Vàng ăn nha. Hai cái này thì bạn đã lên clip rồi đó bạn, nên hôm nay chủ yếu bạn sẽ tập trung ăn và review chân gà rút xương nha bạn. Đây, thì mình sẽ thấy nó có một cái lớp áo, cái lớp thịt ở bên ngoài nè bạn. Da giòn sần sật luôn bạn. Bạn thấy cái vị nó rất là đậm, cay nhẹ. Cái vị nó giống như là xúc xích đó bạn. Cái lớp thịt này nó chua không bạn? Ăn nhiều thấy cay nha bạn. Bạn ăn một cái nữa. Giòn quá. Wow. Bạn có muốn bạn ăn chân gà có xương không? Bạn ăn một cái ha. Bạn sẽ ăn cái loại cay. Ở bên đây là cay, ở bên đây là không cay nè bạn. Cay là cái này. Nó cũng được áo một lớp thịt đó bạn. Ăn cái này thì mình phải lừa xương đó bạn. Còn nếu mà bạn nào thích thì mình có thể nhai luôn xương của nó. Bạn thấy cái xương nó cũng mềm. Bình thường ăn chân gà có xương là bạn sẽ thích ăn cái phần này nè bạn. Nó có nhiều thịt với nhiều gân.
Bạn có muốn bạn mở cái này ra cho bạn xem không? Bạn mở cho bạn xem ha. Nó sẽ có cái mí ở đây nè bạn. Mình nhìn kỹ mình mới thấy nha bạn. Xong rồi mình sẽ đi. Mình nặng từ từ lên. Cái này bạn thấy một cái đặc biệt á là không có, giống như là không có bị lẫn xương lại á bạn. Nhiều chỗ thì chân gà rút xương nhưng mà vẫn bị lẫn xương á, mình nhai vẫn trúng xương, còn cái này chỉ có da gà với lại gân thôi. Ok, bạn có để cái phần link mua hàng chân gà không xương, chân gà có xương cay và không cay ở dưới phần comment nha. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye!